À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn là cái mic cài không dây, nó có mã là SMC2811 nhé các bạn nhé. Thì bên mình có rất là nhiều cái phiên bản khác nhau, đó là dành cho cổng TPC hoặc là dùng cho cổng Lightning. Nếu mà trường hợp thứ ba nữa là chúng ta có dùng sử dụng cái điện thoại mà có cổng nhỏ nhé các bạn, nó có tên gọi là micro USB nhé các bạn nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu chuyển này từ micro sang cái cổng TPC nhé các bạn nhé. Thì trong cái mỗi phiên bản thì nó có hai loại nhé các bạn nhé. Một loại là ví dụ như là cổng TPC ở đây, có một loại là có một mic và có một loại là hai mic nhé các bạn nhé. Thì bên mình có đầy đủ tất cả các cái phiên bản nhé các bạn nhé. Ví dụ như ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái mic cài không dây này ở trên các cái phiên bản đời cũ nhé các bạn nhé. Còn đối với cái phiên bản đời mới thì chúng ta có thể gắn vào cái trực tiếp vào cái cổng sạc thì nó sử dụng được luôn nhé các bạn nhé. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng cái cổng nhỏ này các bạn này, chúng ta để ý một chút, đó là khi mà chúng ta gắn vào cái điện thoại nhé các bạn nhé. Hiện tại mình đang sử dụng cái sạc chân nhỏ này các bạn này. Đây là cái máy Oppo nhé các bạn nhé. Thì muốn sử dụng được các bạn này, ví dụ như đây chúng ta khi mà chúng ta quay ở trên cái camera thì nó không 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 thu âm được cái mic trực tiếp từ cái này nhé các bạn nhé. Thì bằng cách gì chúng ta có thể tải cái ứng dụng thứ ba, đó là chúng ta sử dụng cái B612 hoặc là Viva Video nhé các bạn nhé. Có rất là nhiều cái app để quay video ở trên Easat Play nhé các bạn nhé. Hiện tại mình đang cắm như này các bạn này. Nếu muốn sử dụng được các bạn, chúng ta vào cài đặt nhé các bạn nhé. Ở trong cái chúng ta kéo xuống dưới ở vào cái cài đặt bổ sung này các bạn này, chúng ta chọn cái OTG nhé các bạn nhé. OTG này đấy, OTG mình sẽ bật lên này các bạn này. Khi mà chúng ta bật cái mic này thì chúng ta ấn và giữ này các bạn này, rồi ngay lập tức thì nó có tín hiệu màu xanh, thế này là kết nối thành công nhé các bạn nhé. Ví dụ như trường hợp mình sẽ thử cho các bạn, mình sẽ tắt cái OTG này đi, ở trên cái mic nó hiện màu đỏ này các bạn này, tức là tín hiệu nó chưa vào nhé các bạn nhé. Và chúng ta bật cái OTG lên thì ngay lập tức cái mic này nó hoạt động nhé các bạn nhé. Đây, sau đấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái app như là B612 hoặc là Viva Vivo nhé các bạn nhé. Có thể quay được cái video nữa các bạn. Rất là đơn giản nhé các bạn nhé. Thì video lần trước mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng rồi các bạn nhé. Khi mà chúng ta có thể tắt đi này các bạn này, chúng ta ấn và giữ này các bạn này. Rồi, rất là đơn giản nhé các bạn nhé. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình lần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng chi tiết các cái đầy mic này nhé các bạn nhé. Nó có mã là SMC2811. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.